Cảm ơn tất cả các bạn đã quay trở lại với Omo Concept. Và như bạn nào hay tìm hiểu về Gravel Bike thì có lẽ sẽ không lạ gì với mẫu Marine Gaston X này của Marine Bike. Và ở đây thì tôi có một mẫu Marine Gaston X10 chiếc 2022 gì đó. Với phiên bản này thì đây được đánh giá là một chiếc Gravel để đi địa hình xấu, địa hình khó của Marine Bike. Hôm nay thì chúng ta sẽ không nói nhiều về chiếc này, mà tôi ở đây có một chiếc Marine Gaston X10 2023. Và hôm nay hãy cùng tôi unbox nó. Thiện việc unbox và lắp ráp chiếc xe này. Sau khi lắp ráp, tôi có một vài thứ nhìn thấy để so sánh một chút và cảm nhận một chút về chiếc Marine Gaston X10 2023 này. Đầu tiên về chiếc khung của xe sẽ vẫn được làm bằng chất liệu nhôm Series 3. Đây là một loại nhôm siêu nhẹ của Marine. Cây phuộc của chiếc xe sẽ là phuộc carbon. Ở trên cây phuộc thì hai bên các bạn sẽ thấy có ba cái lỗ ốp chờ. Thì ở đây những cái lỗ này sẽ hỗ trợ cho các bạn lắp những cái gọng hoặc là những cái túi nhỏ để có thể mang theo đồ đi backpacking ngắn ngày. Một điểm nữa ở khung phuộc của chiếc xe này thì giống với mẫu cũ là sử dụng trục TrueAxle 2x142. Còn về geometry hay quy học của xe đã được thay đổi rất là nhiều. Đầu tiên là về góc ống đầu. Ở phiên bản này thì hãng đã thay đổi cho góc cổ chiếc xe này trở nên chõi hơn. Góc cổ của chiếc xe hiện tại đang là 67,5 độ. Góc đầu của chiếc xe này sẽ tương đương với góc đầu của Marine Bobcat Trail, là một chiếc xe XC Trail mà rất hot thời gian vừa rồi. Chính vì thế nên các bạn hoàn toàn có thể sử dụng chiếc xe này để đi off-road như một chiếc MTB. Một điểm thay đổi đáng kể nữa ở trên chiếc khung này đó là phần seat tube của các bạn. Cái góc của seat tube với mẫu này thì đã được dựng thẳng hơn, giúp các bạn khi ngồi ở trên yên xe có một lực đạp tốt nhất xuống pedal của mình. Như vậy rất có lợi trong việc tăng tốc hay là leo dốc. Và như vậy mẫu 2023 đã được thay đổi khá là nhiều về phần khung xe. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là cái phụ tùng khác của xe có thay đổi gì không nhé. Đầu tiên là sẽ đến phần group. Group set sẽ là một người quan tâm nhất. Thì group set của mẫu X10 năm nay sẽ vẫn giữ nguyên là bộ Advent X10 với đùi đĩa trước là 4X và đằng sau là bộ lip 10 số của Advent X. Thì bộ Advent X này là bộ group của MTB với 10 số và lip nhỏ nhất sẽ là 11 răng và lip to nhất ở trên này là 51 răng cộng với đùi đĩa trước. Đùi đĩa trước thì chỉ có một đĩa thôi nên là các bạn chỉ cần chuyển số ở đằng sau thôi, còn tay lắc còn lại các bạn hoàn toàn có thể lắp cọc yên tăng giảm rất là dễ dàng và không sợ vướng nhiều dây ở trên dàn đầu. Thì với thông số ở đây là 42 răng kèm với lip nhỏ nhất là 11 răng, lip lớn nhất là 51 răng, các bạn hoàn toàn có thể tăng tốc đi tốc độ rất là nhanh với chiếc Gaston này. Hay thậm chí là các bạn có thể đi leo những cung đường dài, đường đèo mà cũng không sợ là quá vất vả với
thông số 4251 của chiếc Gestan X10 này. Thứ hai nữa là cặp bánh, thì bánh của mẫu Gestan X10 này vẫn là bánh 700C, và lốp ở đây thì vẫn là cỡ 700x45C. Với mẫu cũ, xe được trang bị một cặp lốp Strobel G1 Allround, thì ở mẫu 2023 này xe đã được trang bị cái cặp lốp Strobel G1 Overland. Mẫu lốp này tôi thấy là nó sẽ vừa đi được nhanh mà cũng rất là bám nữa. Còn một điểm mà tôi thấy ấn tượng ở chiếc xe này đó là cái vô tăng. Đây là một chiếc xe gravel bike, hay còn được gọi là Beyond Road, là hơn cả một chiếc xe road. Vô tăng ở đây được trang bị khá là ngắn. Chiếc này là một chiếc size M và vô tăng ở đây dài chỉ có 50mm thôi. Tuy nhiên thì cây ba lại rất là rộng. Cây ba gravel này rộng 46mm lận. Với bộ trang bị góc cổ chõi, stem ngắn và cây ba rộng này thì tôi nghĩ rằng ý đồ của hãng muốn chúng ta có thể đi trên những con đường off-road rất là gồ ghê mà vẫn hoàn toàn dễ dàng kiểm soát được chiếc xe của mình. Và sau những thứ vừa rồi tôi nói thì chúng ta có thể xem được chiếc xe này là một chiếc gravel nhưng có dáng ngồi và có khả năng lái như một chiếc MTB. Tôi ước là tôi có thể được trải nghiệm nó ở trên cung đường trail được. Chắc chắn đó sẽ là một trải nghiệm thú vị. Còn bạn nào muốn biết thêm thông tin hay là muốn trải nghiệm về mẫu Marine Gestan X10 này thì có thể liên hệ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.